sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay thứ bảy 22 tây tháng 7 năm 2017. Hôm nay là cái buổi bế giảng lớp Bát Nhã trung cấp 2 tại đạo tràng Sacramento. Sáng hôm nay cô sẽ đúc kết lại những cái chủ đề quan trọng chúng ta đã học trong cái lớp trung cấp 2 này. Những cái chủ đề chúng ta đã học đó là về tứ diệu đế, về lý duyên khởi và chủ đề chân như. Đồng thời, để hỗ trợ cho những chủ đề này, cô cũng đã có giảng về cái tiến trình chứng ngộ Ba Minh và cái tiến trình chứng ngộ lý duyên khởi của Đức Phật. Bây giờ cô sẽ đúc kết lại để mình nhìn thấy cái tiến trình tu tập của mình và để chúng ta có thể nhận ra cái sự liên hệ giữa các chủ đề mà mình đã học. Chúng ta đều đã biết Đức Phật chứng ngộ tứ đế, chứng ngộ lý duyên khởi hay là chứng ngộ chân như đều trong một cái trạng thái định, đó là cái định bất động. Cái đặc biệt của cái định này được miêu tả là hoàn toàn ngoài lời, tức là cái từ Ataka Vachara. Ngoài lời hay là ngoài lý luận hay là ngoài ngôn ngữ, mà có cái nhận biết rõ ràng, và đó là cái nhận thức không lời. Qua cái chủ đề nhận thức, chúng ta biết nó là một cái tiến trình đi từ cái biết, thực tập hoài và hiểu biết rõ ràng sâu sắc thì nó trở thành là nhận thức. Cho nên muốn kinh nghiệm tới cái nhận thức không lời thì mình phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp, tức là mình phải thực hành từ cái biết không lời. Thì cái biết không lời này, đó là cái đặc tính của cái tánh giác. Tánh giác là cái từ của thiền tông dùng. Và chúng ta biết rằng qua các giác quan, tức là qua các tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Đó là mình tạm mượn một chút khoa học để mình thấy rõ cái nơi phát xuất của cái biết hay là của cái nhận thức. Thì xem như cái biết không lời nó phát xuất từ cái vùng phía sau bán cầu não trái. Cái biết qua thấy nó được nằm ở cái vùng thùy chẩm. Cái biết qua nghe là ở thùy thái dương, và cái biết qua xúc chạm đó là ở thùy đỉnh. Đồng thời cái mức độ sâu sắc hơn đó là cái nhận thức. Thì cái nhận thức biết này nó cũng ở vùng thùy đỉnh, gần bên tánh xúc chạm. Tuy nhiên cô phân chia ra làm hai cái sơ đồ là tại vì cái mức độ giữa cái biết và cái nhận thức nó khác nhau, cho nên tạm vẽ ra làm hai cái hình. Chính ở trong cái tầng định bất động này, Đức Phật kinh nghiệm cái tâm ta thà. Xem như đây là cái trạng thái của tâm ta thà hay là tâm như. Chính từ đây mà Đức Phật nhận ra về ba cái chủ đề lớn là chân như, không và quyển. Chân như
hay là chân như tánh, không hay là không tánh, và quyển là quyển tánh. Và đồng thời Đức Phật cũng nhận ra là bình đẳng tánh. Và cũng trong cái trạng thái tâm như này, Đức Phật đã nhận ra về tứ diệu đế và lý duyên khởi là những cái chân lý thường hằng bất biến, chi phối con người và chi phối vũ trụ. Tuy nhiên, vì những cái điều mà Đức Phật nhận ra đây, nó ngoài ngôn ngữ, nó ngoài lý luận, nó ngoài lời, cho nên rất khó mà đi giáo hóa, rất khó giảng giải cho tất cả mọi người. Do đó, Ngài mới phân chia ra giáo pháp có hai loại. Ở đây là chân đế bát nhã, để dành cho những người căn cơ gọi là bậc thượng, tức là những người có khả năng tiếp thu, hiểu và thực hành, gọi là cái căn cơ bậc thượng, thì Ngài mới dạy tới những cái pháp sâu sắc này. Còn đối với người bình thường thì Ngài dạy những cái pháp dễ hơn, gọi là tục đế bát nhã. Đối với người bình thường còn sử dụng lời, tức là còn sử dụng cái vùng của ý thức, ý căn và trí năng. Ý thức tức là cái biết rõ ràng, nhưng dính mắc vào cái đối tượng, thành thử phân biệt so sánh, để rồi thích hay không thích, để rồi chê hay khen. Đó là cái biết của phân biệt của cái ý thức. Còn cái biết của ý căn thì là suy nghĩ, cho nên gợi lại, nhớ lại những cái gì ở trong quá khứ, để từ đó suy nghĩ tính toán. Còn cái biết của trí năng là dính mắc vào trong tương lai, suy đoán, suy luận, tưởng tới, vẽ ra trong tương lai. Đó là cái biết của trí năng. Tuy nhiên, khi hướng về Phật Pháp để tu tập, thì đây là cái điều kiện đầu tiên đòi hỏi là trí năng phải tỉnh ngộ. Tại sao mình nói là trí năng tỉnh ngộ? Là tại vì trí năng là cái biết có tính cách là sắc bén. Nó cũng là cái điều kiện để mình học hỏi. Nó cũng biểu lộ cái nhân cách của mình qua cái trí năng. Nếu cái trí năng đi theo con đường đúng thì nó sẽ hướng ý thức và ý căn đúng theo. Còn nếu cái trí năng của một người mà nó mê mờ, nó vô minh, nó điên đảo, thì ý thức và ý căn nó cũng mê mờ, nó cũng vô minh, nó cũng điên đảo theo. Cho nên trong ba cái chức năng này, nếu cái trí năng nó tỉnh ngộ thì ý thức và ý căn nó cũng yên lặng, tỉnh ngộ theo trí năng. Trí năng tỉnh ngộ có nghĩa là nó yên lặng, nó không có suy luận, nó không có vẽ ra, nó không có bịa đặt ra những cái gì theo cái chủ quan của nó. Thành thử cái điều kiện tỉnh ngộ nơi một người rất là quan trọng. Nếu không tỉnh ngộ thì nó sẽ xuôi theo dòng đời. Bây giờ Đức Phật đem những cái pháp mà Ngài chứng ngộ trong cái tầng định bất động đó, những cái pháp đơn giản, thích hợp với cái thấy của người thế gian, đem giảng trước cho những người trung bình, cho những người bình thường. Thì những cái pháp đó gọi là tục đế bát nhã. Trong này nó có hai cái chủ đề, đó là cái chủ đề về tứ diệu đế, và cái chủ đề thứ hai là bài kinh vô ngã tướng. Hai chủ đề này được viết trong kinh Chuyển Pháp Luân và được xếp nó là tục đế bát nhã. Tứ đế thì có bốn chân lý. Thứ nhất là hộ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, thứ tư là đạo đế.
Khi thông hiểu rõ ràng mỗi chân lý và thực hành có kết quả hoàn chỉnh mỗi chân lý rồi, tất cả mọi cái điều hiểu biết đó gồm chung lại gọi là trí, thì khổ đế mình sẽ có khổ trí, tập đế thì gọi là có tập trí, diệt đế là có diệt trí, và đạo đế là có đạo trí. Đó là tứ trí. Khi thông hiểu và thực hành tứ đế, trí ở này tức là tuệ trí đó. Như vậy, khi mình thực hành thông hiểu tất cả những cái pháp của Đức Phật thì mình có được cái tuệ trí, tại vì mình vẫn còn dùng lời nhưng mà tâm mình đã chuyển đổi, cho nên ở đây cũng có thể bắt đầu kinh nghiệm là cái tâm bậc thánh. Còn cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì có hai phần ở trong đó, thứ nhất là ngũ uẩn và thứ hai là tam pháp ấn. Ngũ uẩn là năm khối sắc thọ tưởng hành thức, và cả năm khối này là đều thay đổi luôn luôn, vì nó tùy thuộc nơi những cái điều kiện thành lập nên nó, cho nên kết luận lại là vô thường. Và cái gì vô thường là đưa tới khổ, và cái bản thể thật của nó là vô ngã. Đó là tóm kết bài kinh Vô Ngã Tướng. Tuy tứ đế và kinh Vô Ngã Tướng xét là tục đế bát nhã, nhưng khởi đầu là tục đế, mà đến mức cuối cùng sau khi đã tu tập rồi thì nó dẫn tới chân đế bát nhã, tức là cũng kinh nghiệm được trí tuệ bát nhã phát huy. Như vậy mình thấy cái sự phân chia tục đế và chân đế nó cũng là quy ước. Tại sao gọi là tục đế? Chỉ là vì thứ nhất, Đức Phật đứng trong cái chỗ đứng của người thế gian để nhìn hiện tượng thế gian là có thiệt. Ví dụ như trong khổ đế nè, cái biển khổ ở trong cuộc đời là có thiệt. Đó là cái nhìn giống như của người thế gian nhìn, nhưng mà ở đây là tâm phàm phu, tức là tâm của người bình thường chưa có biết Phật pháp, và đây là cái biết có lời, cũng còn sử dụng ý thức, ý căn và trí năng, nhưng mà bên dưới cái biết có lời là lậu hoặc. Lậu hoặc là một cái từ dùng trong hệ nguyên thủy, còn tập khí là cái từ dùng trong hệ phát triển. Chính lậu hoặc hay tập khí này nó thúc đẩy cái lời nó trở thành là chủ quan. Chủ quan vì trong đó nó có những cái thành kiến, nó có cái thiên kiến và nó có cái định kiến. Ba cái mới này là chủ quan. Mà tại sao mình chủ quan? Là vì bên dưới mình có cái ngã, là mình cho rằng mình có thiệt. Và khi mình thấy có mình thiệt thì mình phải lo bảo vệ mình. Thành thử ra luôn luôn mình thấy là mình đúng. Khi mình dính mắc vào cái thấy mình là đúng, đó là cái bộ mặt của cái ngã. Quý vị nên nhớ cái điều đó. Mình tu tập mà muốn cho tiến bộ thì không thể nào dính mắc vô cái quan điểm cho rằng mình đúng mà người ta sai. Mặc dầu cái đó mình đúng 100%, nhưng mà khi mình
cố chấp rằng mình đúng, thì chính cái chỗ cố chấp là sai, chứ không phải cái nội dung mà mình dính mắc là sai, mà chính cái chỗ mình cố chấp, chính cái chỗ đó là sai. Cho nên Đức Phật luôn luôn ở trong kinh nhắc đi nhắc lại hoài, làm sao để mình tránh cái sai lầm của mình. Đức Phật dặn một cái câu rất là đơn giản như thế này: không khen mình, không chê người. Mặc dầu người ta sai 100%, mình đúng 100%, nhưng mà khi mình nói tôi đúng, anh sai, là mình sai. Phật Pháp nó như vậy đó quý vị. Tại sao kỳ như vậy? Cái đó mình đừng có nói là mình nói như thật, mình thấy như thật. Cái đó là cái bộ mặt của cái ngã. Mình học Lý Dương Khởi rồi, mình phải thấm nhuần cái tinh thần của Lý Dương Khởi. Mình học Chân Như, mình cũng phải thấm được cái quan điểm Chân Như. Nó là như thế này. Về Lý Dương Khởi, cái gì cũng do nhiều nhân nhiều duyên. Do đó, tất cả mọi sự việc, mọi ý nghĩ, mọi quan điểm trên đời đều sẽ thay đổi. Cái điều đó mình thấy đúng là đúng với riêng mình, còn người khác thấy cái điều đó không đúng. Cái điều mà mình nói đúng, người khác thấy là không đúng, tại vì do nhiều nhân nhiều duyên, người ta thấy cái đó là không đúng. Cho nên khi mình nói đúng, nói sai là mình ở trong cái tâm nào? Tâm đời, tâm phàm phu. Mặc dầu mình đúng 100%, mà mình nắm chặt cái ý của mình là đúng, mình vẫn ở trong tâm đời. Mà khi ở trong tâm đời thì sao? Cái ngã của mình nó choảng với cái ngã của người khác. Đó là nguồn gốc của tranh luận, của xung đột, của bất hòa, của khổ đau. Như vậy, khi mà có tranh luận tôi đúng, anh sai, cả hai người đều là tâm phàm phu, chưa có tiến lên được cái chỗ tâm bậc thánh, tức là chưa có tỉnh ngộ. Quý vị cứ nhớ nằm lòng cái câu của Đức Phật: không khen mình. Hãy khi mình khen mình là mình chê người khác. Khen và chê, đúng và sai là cái gì? Thị phi. Chuyện thị phi, thị là đúng, phi là sai. Hãy khi mà nói tới đúng tới sai là nói toàn là những chuyện thị phi. Đó là cái tâm đời. Những cái lời dạy của Đức Phật nó đơn giản lắm mà nó cụ thể lắm. Mình nên nhớ để mình sửa chính mình. Khi trong tâm mình có cái gì lấn cấn là mình biết mình ở trong tâm đời. Cho nên Đức Phật mới dặn lúc nào cũng phải nhìn lại cái tâm mình. Mình đừng có nói cái gì cao xa, đừng có nói tôi đang thực hành tứ niệm xứ, vô ích lắm. Những cái đó là rỗng. Lúc nào mình cũng nhìn lại đi, mình nói lời nào, mình biết mình nói cái đó, và mình phải biết cái hậu quả của cái lời nói của mình nó ra làm sao. Và mình phải xác định khi mình nói cái đó, khi mình có cái ý nghĩ đó, mình đang ở cái tâm nào. Cái đó là cái cách thực hành tu tập đơn giản nhất. Còn bây giờ nói tôi thực hành tứ niệm xứ mà mình không hiểu cái tâm mình như thế nào thì vô ích. Tứ niệm xứ là cái ngón tay chỉ cho mình thấy mặt trăng. Mà khi mình nhìn thấy cái tâm mình đang ở trong cái biết không lời thì đó là mình đã ở trong cái mặt trăng rồi. Không cần khoe là mình thực hành cái gì, thực hành cái gì, thực hành với ai, thầy mình là ai là ai. Cái đó, những cái đó vô ích lắm. Nhất là khi mình đi vào con đường tâm linh rồi mình còn đem bằng cấp của mình ra để mình nói thì nó thiệt là xuôi theo dòng đời. Có một câu chuyện cô đọc, cô cũng đọc ở trong góp nhặt cát đá bằng tiếng Việt thôi, cô không nhớ thiền sư nào. Có một vị quan đại thần hay là tể tướng gì đó,
tới giếng một ông thiền sư. Thì ông quan đó tới cửa gặp mấy người thị giả, thì vị quan nó mới nói vô trình với ông thiền sư, có ta là quan tể tướng gì đó tới. Cái chú thị giả vô báo cho ông thiền sư. Ông thiền sư nói ta không có quen với ông tể tướng nào hết á, từ chối không tiếp. Chú thị giả ra kể lại, nói là thiền sư nói không có quen với ông tể tướng. Ông đã phải nói lại, vô trình lại với thiền sư, ta là gì đó, tên gì đó, đệ tử của ngài á, thì ông mới cho vô tiếp. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Trên cái con đường tâm linh á, không có bằng cấp. Ở ngoài đời bằng cấp càng nhiều, mà mình nắm vững cái bằng cấp của mình á, thì sao? Sở tri chướng. Cái mục tiêu của mình là cái gì? Đi tới cái chỗ tâm như. Tâm như nó có cái gì ở trong đó? Nó có bằng cấp không? Ngay cả là không có cái tên nữa mà, phải không? Còn khi mà mình nói à, tôi à, tên đó nè, gia đình tôi vậy 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 nè, cha mẹ tôi bằng cấp này, tổ tiên tôi làm sao, tôi làm sao làm sao, thì cái đó là cái gì? Là cái tâm đời nè, nó mới có đầy đủ hết quá khứ trong đó. Mà quá khứ mà gợi lại, tất cả cái đó nó làm thành nên cái gì? Cái ngã của mình. Thành thử con đường tâm linh, trí tuệ gì, đừng có nói tới trí tuệ cao xa, trí tuệ bát nhã hay là Phật tánh gì hết á. Mình chỉ cần biết cái ngã của mình nó ra làm sao là đủ rồi. Cho nên quý vị phải biết, học Phật Pháp mỗi lời, mỗi câu, mỗi ý, mỗi cái nhìn của Đức Phật có cái chiều sâu thâm thẳm. Mình đọc tụng hàng ngày đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Đâu phải nói khơi khơi vậy, tôi không có ngã. Cái là mình không có ngã sao? Không. Cái ngã của mình nó ghê gớm lắm. Nó gian xảo lắm. Cho nên nó mới đưa mình đi luân hồi vô số kiếp. Nó mới nịnh bợ mình. Mình mới thương yêu quý trọng nó vô số kiếp rồi. Bây giờ mình tỉnh ngộ, mình phải nhận rõ cái bộ mặt của cái ngã, mà nó xuất hiện như thế nào. Cái ngã của mình nó xuất hiện bằng cái gì? Bằng lời nói thầm ở trong tâm. Khi mình nhận ra cái cốt lõi của việc tu tập, mình nắm ngay cái chỗ cốt lõi đó mình thực hành. Khi mình hoàn toàn không có nói gì hết trong tâm, mà mình nhận biết rõ ràng, thì cái đó là mình đã bắt đầu mình bước qua dòng thánh, là tới cái chỗ tánh giác rồi đó. Cái việc tu hành nó đơn giản lắm, nhưng mà nó khó khăn vô cùng là tại vì mình luôn luôn cho là mình đúng. Chính cái chỗ đó đó. Mà trong kinh Đức Phật chỉ dạy là hễ dính mắc, hễ chấp trước là sai. Trong kinh không có nói dính mắc với cái gì hay chấp trước cái gì. Mình thông thường mình hiểu theo người bình thường, dính mắc vô cái xấu, cái sai thì mới là sai. Nhưng mà trong kinh nó vượt lên trên cái đúng cái sai. Tức là dù cho đúng mà dính mắc cũng là sai. Dính mắc với bất cứ cái gì cũng là sai. Tại vì chính cái tâm dính mắc đó là cái ngã. Nó sâu sắc như vậy đó. Chứ không phải là dạy cái người bình thường đừng có làm ác nha. Rồi cái mình thấy người làm ác, cái mình tránh xa, mình dính mắc vô cái đó. Không, dính mắc vô cái gì cũng là sai. Trong khi cô giảng, cô không có trả lời những cái ai giơ tay đâu. Như vậy ở đây mình chỉ nói có cái ngã nhỏ như vậy, quý vị thấy nó tầm thường, bình thường, quý vị không có để ý. Nhưng nó cũng là một cái đầu mối của cái biển khổ, cái đầu mối của xung đột ở trong nội tâm của chính mình và xung đột với người khác. Luôn luôn cái gốc là cái ngã. Tất
cả những cái gì tranh cãi đều là tôi đúng, chị sai, tôi đúng, anh sai, tôi như thế này thế kia, anh không có mấy cái đó. Cái đó là cái tiếng nói của cái ngã của mình. Mà nếu mình không nhận ra cái đó, bây giờ mình lấy cái kết quả để mình nhận ra. Khi nào có lấn cấn với người khác thì mình biết đó là có cái ngã. Cho nên có một cái bài kinh như thế này nè, vua Ba Tư Nạc, Ba Sanadi đó, của xứ Kosala. Vua Ba Tư Nạc cũng là đệ tử của Đức Phật. Có một cái bà giống như hoàng hậu, thực ra là ông đó tới dường như tới năm bà nữa. Thì bà đó là tên là Malika, âm ra là Mạc Lợi, phu nhân. Thì hai vị đó đều là đệ tử của Đức Phật, thường hay đàm luận với nhau về Phật Pháp. Một hôm bà mới hỏi ông vua, ở trên đời này ai thân ái với bệ hạ nhất? Thì ông vua trả lời, ta thân ái với cái ngã của ta nhất. Ông vua mới hỏi lại bà, thì bà cũng đáp là tôi thân ái với cái ngã của tôi nhất. Đó là hai người trả lời rất là chân thật. Thì bây giờ hai vị mới tới gặp Đức Phật. Thì vua Ba Tư Nạc mới kể lại cho Đức Phật nghe cái cuộc đàm luận giữa hai người như vậy đó. Đức Phật xác nhận là đúng. Rồi Đức Phật mới cảm hứng nói lên mấy cái câu thi kệ này. Đi khắp cùng trời cuối đất, không thấy ai thân hơn tự ngã. Vậy những ai yêu quý tự ngã của mình, chớ có chạm đến tự ngã của người khác. Đó, bốn câu thi kệ của Đức Phật dạy người đời đó. Thấy mình quý cái ngã của mình thì người khác cũng quý cái ngã của họ. Cái đó là cái tâm lý thông thường của người phàm phu. Như vậy, muốn tránh xung đột, đừng có chạm đến cái ngã của người ta. Cô muốn khai triển thêm một chút để quý vị thấy cái hậu quả của tâm đời là cái gì? Là xung đột. Và đó là đầu mối của khổ đau, là tạo ra nghiệp. Và bây giờ là cái gì? Là cái dòng luân hồi sinh tử triền miên. Mà trong cuộc đời thì là biển khổ là ở đây. Nhiều khi mình tạo ra nghiệp, mình tạo ra nỗi khổ cho mình hay cho người khác mà mình không biết, nên mới gọi là vô minh. Có một cái bài kinh Đức Phật chia ra những cái hạng người ở trong cuộc đời như thế này nè. Ở trong đời á, có một loại người chuyên tâm hành khổ mình, đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai, có một hạng người chuyên tâm hành khổ mình và chuyên tâm hành khổ người, hạng này ghê gớm hơn. Và cái hạng thứ ba, có một hạng người không chuyên tâm hành khổ mình, cũng không chuyên tâm hành khổ người khác. Đó là hạng đi vào con đường tu tập đúng, con đường tâm linh. Còn hai hạng kia là hạng phàm phu, tạo ra cái biển khổ cho cuộc đời, cho chính mình và cho những người tiếp xúc với mình. Thì bây giờ làm sao để tu tập nếu cái tâm mình đầy dẫy lậu hoặc? Có hai con đường là huệ và định. Bổ túc cho huệ thì còn có thiền quán, bổ túc cho định thì có thiền chỉ. Xem như quán và chỉ, bổ túc cho định và huệ. Huệ là hiểu, bắt đầu hiểu tứ diệu đế, bắt đầu hiểu bài kinh vô ngã tướng. Còn định là bắt đầu tu tập để kinh nghiệm cái biết không lời, để từ từ lên tới cái nhận thức không lời. Cái biết, thầy dùng cái từ awareness. Sở dĩ cô nhắc lại là vì thầy luôn luôn nhấn mạnh không có xài cái từ mindfulness, tại vì nó có cái tính cách là chú ý, chú tâm, cho nên nó có thể đưa tới là tập trung vào một đối tượng. Mà khi mình biết rõ ràng mà
dính mắc vào một đối tượng thì cái biết đó là cái biết của ý thức, không phải cái biết của tánh giác. Cái biết của tánh giác nó có những cái đặc điểm như thế này: nó khách quan, đối tượng như thế nào nhận biết y như vậy. Mà khi mình thực tập trong lớp căn bản, khi mình tiếp xúc với đối tượng, cái lóe sáng biết đầu tiên là cái lóe sáng biết của tánh giác, tức là nó khách quan. Và lúc đó, vì là không có lời, không có suy nghĩ, không có xét đoán, cho nên cái tâm nó hoàn toàn tĩnh lặng. Và vì không có lời, cho nên nó không có dính mắc vào đối tượng. Nó chỉ thấy, nhận biết, nghe, xúc chạm, nhận biết khách quan mà thôi. Cho nên khi không lời thì cái biết cái này trong cái tâm hoàn toàn trống rỗng, không có đối tượng nó hiện ở trong tâm của mình. Còn cái biết của ý thức là có đối tượng và mình dính mắc vào đối tượng, và đối tượng này là trong hiện tại, dính mắc vào đối tượng. Ví dụ như khi mình mở mắt ra mình nhìn một đối tượng mà hoàn toàn không lời, thì cái phương thức đó còn gọi một cái tên nữa là nhìn trống rỗng, hay là chú ý mà chú ý trống rỗng, hay là quan sát mà là quan sát trống rỗng. Đó là vì hoàn toàn không lời cho nên nó trống rỗng. Cái tâm của mình trống rỗng và mình sẽ nhìn thấy vật trống rỗng. Đó là cái bước đầu tiên để đưa tới thấy chân như. Còn nếu mình dính mắc vô đối tượng thì mình sẽ tác động qua giao cảm thần kinh. Đó là nói giải thích thêm theo khoa học. Còn hoàn toàn thư giãn thì mới tác động được đối giao cảm thần kinh. Bây giờ bước qua tới cái kinh nghiệm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm, mình có cái chủ đề để thực hành, đó là như thật, tức là cái phương thức Yathābhūta. Và cái vật hay là cái chủ đề đó là chỉ là cái đang là trước giác quan của mình. Thì khi mình nhận biết cái đang là mình đóng cửa hết ba cái vùng hiện tại, quá khứ và tương lai. Ý căn thì dính mắc vô quá khứ, trí năng thì dính mắc vô tương lai. Đây là cái tâm dính mắc trong ba thời, đó là vọng tâm. Còn khi mình thực hành nhận biết cái đang là trước giác quan là mình đóng cửa ba cái vùng ý thức, ý căn và trí năng, thì cái tâm của mình nó khách quan liền. Còn bên đây là chủ quan. Quý vị thấy khác biệt rõ ràng. Chủ quan thì tùy theo cái thích của mình mà mình phán xét cái đối tượng, cho nên nó méo mó, nó không có đúng sự thật. Khi mình thực hành được cái pháp như thật rồi thì tâm của mình nó đã chuyển hóa và nó đã tiến trên cái con đường tâm linh, tức là đã là cái tâm bậc thánh. Tất cả những cái gì đam mê được mình gọi là lậu hoặc hay tập khí hay là kiết sử tùy miên, nó không có thể biểu lộ ra trong cái nhận biết cái đang là. Như vậy trong cái tiến trình dụng công của mình, từ từ là mình đào thải bớt những cái mớ làm ô nhiễm tâm. Thì bắt đầu từ cái pháp như thật, mình đã kinh nghiệm được cái trạng thái sống ở trong cuộc đời mà thông dong tự tại, tức là cái trạng thái nhân chứng ở trong thiền qua cái thực hành pháp như thật. Từ đó chuyển qua tới cái pháp chân như. Chân như tức là như vậy. Từ cái đang là nó sẽ trở thành cái như vậy
rất là ngắn. Đó là con đường đi của thiền huệ. Nhưng khi mình kinh nghiệm hoàn toàn không lời thì nó cũng gặp thiền định. Cho nên cái pháp như thực nó là định huệ đồng thời. Bắt đầu từ khi kinh nghiệm cái tánh giác, chúng ta sẽ kinh nghiệm trí tuệ tâm linh của mình bắt đầu phát huy. Nó phát huy bằng cách gì? Nó bắt đầu nó sẽ kiến giải những cái gì đó mà mình muốn biết. Và nó sẽ kiến giải lần lần cho tới cái chỗ nhận thức không lời, thì nó càng ngày nó càng kiến giải sâu sắc hơn những cái vấn đề bí hiểm hơn mà mình bế tắc. Đó gọi là trí tuệ bát nhã, hay là Phật tánh, hay là tiềm năng giác ngộ, hoặc là còn nhiều cái từ khác. Các vị tổ dùng nhiều cách để nói về cái trí tuệ này, hoặc là nói nó là trực giác, hay là tuệ giác, hay là pháp thân, hay là Như Lai Tạng, hay là thức thứ 9 ở trong duy thức, gọi là bạch tịnh thức, hay là vô cấu thức. Nó cũng cùng một chỗ, cùng một ý nghĩa. Thì cái trí tuệ bát nhã này nó phát huy từ từ, cũng có nhiều mức độ lắm. Thấp nhất là nó kiến giải những cái điều thông thường, và từ từ nó kiến giải những cái điều mà mình bế tắc, thì mình có cái từ là chứng ngộ. Và có thể chứng ngộ qua giác quan, qua các tánh thấy nghe xúc chạm. Và nó tiến triển hoài tới chứng ngộ qua cái tánh nhận thức biết không lời. Thì nó sẽ kiến giải ra những cái điều sâu sắc hơn. Mình biết cái tánh giác, nó có cái chức năng đầu tiên là kiến giải tổng quát. Và cái chức năng cao hơn nữa là ngộ, tức là kiến giải những cái điều bế tắc đó. Kiến giải tổng quát, ví dụ như thế này. Khi mình mở mắt ra mình nhìn, mình nhận biết liền cái đó là cái gì. Cái đó là cái chức năng kiến giải tổng quát của cái tánh giác. Tức là mình có cái biết liền tức khắc, nhưng trong không lời. Đó là chức năng đầu tiên của các tánh thấy nghe và xúc chạm. Thì cái kiến giải này giống như là một cái khả năng bẩm sinh. Ai có giác quan bình thường thì khi tiếp xúc với đối tượng sẽ nhận biết liền tức khắc theo cái cách của nó kiến giải. Và nó kiến giải khách quan. Cái vật đó là cái gì, nó kiến giải y như vậy. Và chưa có kịp nói tên, chưa có kịp xét đoán cái gì hết, là tại vì trong cái chớp mắt đầu tiên nó còn ở trong cái chỗ không lời mà có cái biết. Đó là cái lóe sáng biết đầu tiên là của chức năng tánh giác. Như vậy có thể nói cái biết này là bẩm sinh, có nghĩa là từ khi mình sinh ra có mặt trên đời, mình đã có cái biết này rồi, không có cần học hỏi. Còn cái biết của tâm phàm phu là cái trí thế gian phải học mới biết. Là tại vì mình phải biết đúng cái tên của cái vật đó, mình phải biết nó có cái tác dụng gì, thì những cái đó phải cần học hỏi mới biết được. Cho nên cái biết của tâm phàm phu là cái kiến thức do học hỏi từ gia đình, từ nhà trường, hay từ sách vở, hay từ cuộc đời. Và nó không có tính cách sáng tạo, nó không phải là cái khả năng của riêng mình, nó chỉ là cái sự góp nhặt của cuộc đời. Cho nên cái biết của tâm phàm phu gọi là kiến thức của thế gian,
Đó là cái sự bắt chước, là cái sự góp nhặt, rồi học thuộc lòng, rồi đem ra đi thi, có bằng cấp, rồi đem ra ứng dụng trong việc làm. Nó không có tính cách sáng tạo. Mà nếu như mình cứ ôm khư khư cái kho đó hoài, dính mắc vô cái kho kiến thức thế gian, trong Phật Pháp gọi là sở tri chướng, chướng ngại cho cái việc trở về cái bản thể thanh tịnh của tâm. Chỗ này là vô ngã, còn cái tâm phàm phu, cái nền tảng của nó là cái ngã của mình. Còn ở đây là vô ngã. Tuy nhiên, ở trong kinh điển phát triển, thì giả lập ở đây cũng có cái ngã, mà các vị tổ nói là tự ngã thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng cái thuật ngữ của Đức Phật dùng là vô ngã, còn các vị tổ phát triển thì gọi là tự ngã thanh tịnh tuyệt đối. Như vậy, khi mình tu tập, mình đừng có chấp vô cái chữ, mà mình phải hiểu cái nội dung. Lý duyên khởi cũng được xếp là tục đế bát nhã, nó là hữu di pháp. Nhưng mà nó không có nằm trong bài kinh chuyển pháp luân. Bài kinh chuyển pháp luân chỉ có hai bài thôi, tứ đế và vô ngã tướng. Thì ở đây mình xếp nó thuộc về tục đế bát nhã là vì cũng đứng trên cái chỗ đứng thấy thế gian này có thiệt, cho nên mới nói cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn thấy có thiệt, rồi từ đó mới lần lần hướng dẫn tới chân đế. Cái con đường chuyển hóa từ từ tới chân đế là con đường gì? Là từ thấy vạn vật hình thành do nhiều nhân nhiều duyên, cho nên đó, thành lập nên hiện tượng thế gian là pháp. Mà pháp do nhiều nhân duyên sinh, cho nên nó là vô thường. Và nhìn sâu hơn nữa, những cái pháp này do nhân do duyên tụ lại thì thành, chia cắt ra thì không, rồi cứ tụ lại rồi chia tách ra, cho nên nó là không có thực chất cố định, nó là vô ngã. Đó, từ cái thấy thế gian có thiệt chuyển lần lần đi tới thấy cái bản thể vô thường vô ngã. Và nếu mình không hiểu điều đó, đó là nguồn gốc của khổ đau. Rồi từ đó vô ngã hay là từ vô thường, Đức Phật mới nhận ra bản thể của nó là trống không, bản thể của nó là hư huyễn. Nhưng nó có một cái thường hằng bất biến là cái trạng thái như vậy của cảnh, đó là chân như. Mình nhận ra cái sự liên tục giữa tục đế bát nhã và chân đế bát nhã, phải không? Phải không? Ở đây là nhìn về mặt hiện tượng để đi dần tới thấy cái bản thể. Cái bản thể rõ ràng dễ thấy là vô thường, là vô ngã. Đưa tới cái bản thể sâu sắc hơn là không, là huyễn, là chân như. Đó là một cái tiến trình phát huy trí tuệ tâm linh. Tuy rằng tất cả những cái điều này Đức Phật cũng nhận ra trong cái trạng thái tâm như, cho nên những cái điều này vẫn là những cái chân lý thường hằng bất biến ở trong vũ trụ nha. Chứ không phải mình nói tục đế là những cái quy luật này, những cái chân lý này thay đổi đâu, không có. Nó vẫn là thường hằng. Từ thời Đức Phật hay là cả trước thời Đức Phật, đây vẫn là những cái chân lý mà chưa có ai khám phá ra. Thì Đức Phật đã nhận ra và hệ thống lại để mà dạy cho mình.
Cho nên nó vượt thời gian, vượt không gian. Nhưng sở dĩ xếp là tục đế bát nhã vì đứng ở trong cái thấy đầu tiên là cái gì cũng có thật. Chính cái chỗ đó tạm xếp là tục đế. Để làm gì? Vì người thế gian thấy cái gì cũng có thiệt, cho nên mới là khổ nè. Thấy mình già là khổ, mình bệnh cũng khổ, mình chết cũng khổ, mà người thân yêu của mình chết cũng khổ. Đó là cái thấy thiệt của người thế gian. Cho nên Đức Phật phải bước vào cái dòng đời để hướng dẫn cho người thế gian chấp nhận, đúng rồi, có khổ thiệt. Đó là cái bước đầu tiên. Cho nên có thể dùng lời để mà diễn tả cái thấy của mình, cho nên gọi là tục đế, nhưng vẫn là trí tuệ. Sau khi nhận thấy cuộc đời có khổ thiệt rồi, Đức Phật mới đưa ra cái quan điểm thấy bằng trí tuệ của mình. Đó là Ngài mới nói, nhưng do đâu mà có cái khổ? Người thế gian chưa có nói được tới cái chân lý thứ hai. Người thế gian không bao giờ nhận ra cái nguồn gốc của khổ đau là do nơi mình. Người ta chỉ nói là do người khác làm mình khổ, do vũ trụ thiên nhiên thiên tai làm mình khổ, chứ họ không có bao giờ nghĩ rằng mình làm khổ mình. Cho nên tới cái chân lý thứ hai là cái trí tuệ của Đức Phật mới nhìn ra rõ cái nguồn gốc thực sự của khổ đau là do nơi mình. Bắt đầu từ đó là nhận diện được cái bộ mặt thật của cái ngã. Người thế gian không có nhận diện được, chỉ là cái biết có lời và chỉ hành động theo những cái đam mê của mình, những cái sở thích của mình, những cái chủ quan của mình, và luôn luôn bảo vệ cái ngã của mình, phục vụ cho cái ngã của mình, phục vụ về thân, phục vụ về tâm. Do đó, từ cái ngã là sinh ra ích kỷ và tham ái để phục vụ cho mình, thì đó mới là nguồn gốc của khổ. Nhưng người thế gian không nhận biết cái điều này, cứ trôi lăn hoài trong cái biển khổ, rồi oán trời trách đất, rồi oán hận người khác. Đó mới là cái biển vô minh, là cái biển khổ. Khi Đức Phật nói đến cái chân lý thứ nhì là Đức Phật đã chỉ rõ bộ mặt thật của cái ngã, nó là nguồn gốc của khổ đau. Và do biết rõ nguồn gốc thì mới có thể chấm dứt được khổ đau. Đó là cái đế thứ tư, là phương thức tu tập. Thì khi Đức Phật chứng ngộ tứ diệu đế, Đức Phật có nói trong kinh, giống như là ta đã tìm ra được một cái con đường mòn đi tới một cái ngôi thành cổ mà chư Phật đời quá khứ đã đi qua, chư Phật đời hiện tại cũng đang đi, và chư Phật đời vị lai cũng sẽ đi cái con đường mòn này, tức là cái con đường mòn của tứ diệu đế và bát chánh đạo. Bài kinh đó nói lên cái gì? Đây là cái phương thức tổng quát muôn đời, cái giá trị nó vượt thời gian và không gian. Cho nên khi mình xếp vô tục đế, quý vị đừng nghĩ là nó dở nha, đừng có nghĩ như vậy. Tục đế là cái phương thức giáo hóa đối cơ thuyết pháp của Đức Phật. Đối với người trung bình thì Đức Phật giảng cái pháp mà cái người trung bình có thể hiểu được. Nói già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ thì ai cũng chấp nhận, đúng rồi. Ai cũng sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Đó chính cái chỗ đó là cái chỗ khéo của Đức Phật. Mặc dù Ngài kinh nghiệm cái phần này và Ngài biết rằng không có thể dùng lời để diễn tả, cho nên đầu tiên Ngài không muốn đi giảng pháp. Nhưng mà sau đó khi nhận ra con người có nhiều căn tánh khác nhau, Ngài mới tạm
dùng những cái pháp dễ để giảng cho người bình dân. Người bình dân không hiểu nguồn gốc của khổ, nhưng họ kinh nghiệm cuộc đời là biển khổ. Thì bây giờ Đức Phật mới đứng ở chỗ này, đúng rồi, cuộc đời là biển khổ. Đó là cái chỗ để mình tạm xếp mấy cái pháp này là tục đế bát nhã. Nhưng mà nó rất là hay, là vì nó thực tế, nó giải quyết cái khổ của con người. Chứ không phải đạo Phật nói những cái gì huyền bí, cao xa, mơ hồ của đời tương lai. Không có nói gì tới cảnh trời hay là cảnh Phật, nơi nào xa xôi không biết. Đạo Phật thực tế đi vào trong cuộc sống bây giờ của con người, chứ không phải hứa hẹn cái gì mơ hồ trong tương lai. Đó là khi mình trở lại, mình học từ Đức Phật trong kinh điển Nguyên Thủy, thì quý vị nên nhận rõ cái điều đó. Nói là Phật giáo hay là đạo Phật, nhưng cái chữ giáo hay chữ đạo nó không có nghĩa là tôn giáo, nó chỉ là lời Phật dạy thôi. Và cái mục tiêu của Thái tử Siddhartha là giải quyết những cái nỗi khổ sinh già bệnh chết của con người, và đó luôn luôn là mục tiêu tối hậu của Phật Pháp. Và qua những cái bài kinh chính này mà tất cả các hệ trong Phật giáo đều khai triển, đó là giải quyết nỗi khổ của con người đang sống. Cho nên Phật Pháp là một lối sống, chứ Phật Pháp không phải là một cái triết lý mơ hồ, có tính cách thần linh, không phải. Bây giờ cô muốn nói một chút thêm bình đẳng tánh. Điểm đặc biệt của Phật Pháp, nó là cái kết quả của cái thấy của Đức Phật. Tất cả những cái điều mà Ngài nhận ra này là hết cả hai cái lần chứng ngộ. Chứng ngộ thứ nhất tam minh, chứng ngộ thứ hai lý dương khởi, và nhận ra những cái bản thể sâu sắc của hiện tượng thế gian. Tất cả cái này là làm nên cái trí tuệ siêu vượt của Đức Phật. Và cái kết quả cuối cùng là Ngài nhận ra bình đẳng tánh của tất cả con người và của tất cả vạn vật. Cái điều nhận ra này nó quan trọng lắm. Nó thành lập nên một cái thế giới đại đồng, một cái thế giới hòa bình. Tại sao bình đẳng? Mình có thể nói bình đẳng trên nhiều phương diện lắm. Tuy nhiên khi nhận ra cái chân như, Ngài mới kết luận là bình đẳng. Tất cả mọi người, tất cả mọi vật đều như vậy mà thôi. Có nghĩa là khi tâm của mình bất động, mình mới nhận ra được cái bình đẳng tánh. Còn cái gì làm cho con người sai biệt, cái gì làm cho vạn vật sai biệt, đó là cái ý thức. Ý thức. Cho nên quý vị sẽ càng nhận ra cái vai trò quan trọng của ý thức. Tại sao nó là cái nhân để đi luân hồi triền miên? Đó là ý thức. Cái biết mà phân biệt xét đoán, sau khi điều tra nghiên cứu, sau khi tính toán suy nghĩ, đưa ta cái quyết định. Và cái biết đó nó rõ ràng lắm, đó là cái thức. Cái thức là cái tâm phân biệt. Cho nên cái tâm kỳ thị cũng từ ý thức. Khởi ra xung đột trong gia đình cũng từ ý thức. Khởi ra xung đột giữa các quốc gia, đưa tới chiến tranh cũng từ ý thức. Thì cái trí mà không có ý thức thì gọi là vô phân biệt trí. Đó là cái kết quả của cái tâm như.
đạt được vô phân biệt trí, cái sự hiểu biết bình đẳng gọi là vô phân biệt. Thì từ cái thấy bình đẳng này, tất cả mọi người đều như nhau. Mà ở đây là nói trên mặt hiện tượng hay mặt bản thể? Mặt bản thể. Tất cả mọi người trên mặt bản thể đều như nhau. Thì bây giờ mình phân tích ra như nhau cái gì? Đều có khả năng giác ngộ, tức là đều có Phật tánh. Rồi thứ đến nữa, bản thể của hiện tượng thế gian và con người là trống không. Tất cả bản thể đều trống không, cho nên cũng bình đẳng. Tất cả con người và vũ trụ đều như quyển, như mộng, như chiêm bao, cho nên cũng bình đẳng. Thì khi mình nhận ra điều đó, tự nhiên là tâm từ phát khởi, thương mến, quý trọng tất cả mọi người, mọi vật, không phân biệt màu da, chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt kẻ ác hay người xấu. Khi mình còn phân biệt thì mình còn ở đâu? Ý thức còn ở trong tâm phàm phu. Quý vị nhớ cho kỹ cái điều đó. Không sử dụng ý thức thì phát sinh ra tâm từ. Tâm từ mà đúng cái ý nghĩa là tâm bậc thánh đó, không điều kiện, không đòi hỏi đền đáp, không suy tính đắn đo. Ví dụ như khi mình bố thí, không suy tính đắn đo, nhưng mình có trí tuệ bằng trực giác, cho nên không bao giờ mình bố thí sai. Và bây giờ trong cái tâm từ đó, thương yêu quý mến tất cả mọi người đó, mà mình thấy người này cần cái gì, mình khởi cái tâm cứu giúp, thì đó là tâm bi. Cái người kia giàu sang, danh vọng, hạnh phúc, thì mình khởi ra được cái tâm hỷ. Nhưng cái tâm tốt nhất, cao quý nhất là tâm xả. Tức là dù cho người này như thế nào, người kia như thế nào, mình vẫn là thanh thản, không dính mắc với tất cả cái gì. Thì cái tâm xả là cái tâm của chánh niệm tỉnh giác, mà cũng là cái tâm của tầng định bất động. Khi mình học, mình hiểu cái lý duyên khởi, cái pháp duyên sinh, mình sống ở trên đời là chịu ơn phước của tất cả mọi người, mọi vật ở trong cuộc đời. Khi cô giảng về lý duyên khởi, pháp duyên sinh, cô cũng có nói rồi, phải không? Phải không? Chén cơm mình ăn, ly nước mình uống, cái áo mình mặc, tất cả cái đó chung góp của cả vũ trụ, của bao nhiêu con người chung góp lại để mình có cái áo này mình mặc, mình có cái ly nước này mình uống, mình có cái chén cơm mình ăn, phải không? Đó là mình hiểu tận gốc cái quy luật duyên khởi duyên sinh. Tại vì nhân và duyên nó trở thành quả, rồi cái quả đó nó trở thành nhân và duyên, nó trở thành cái quả khác. Cho nên một chén cơm mình ăn, không biết bao nhiêu giọt mồ hôi ở trong đó. Thì khi mình hiểu cái đó là mình hiểu bằng cái trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã. Thì mình biết mình phải sống như thế nào cho nó xứng đáng với những cái ơn của cuộc đời dành cho mình. Cho nên cô vẫn thường hay suy gẫm cái điều này. Mình có khả năng gì, mình làm hết cái tâm ý của mình trong cái thấy là mình đóng góp để trả ơn đời. Lúc trước mình cũng đi làm, mỗi tháng mình lãnh tiền về nuôi gia đình. Nhưng mà có khi mình đi làm mình thấy buồn, thấy mệt. Thứ hai bắt đầu đi làm một tuần cái thấy mệt. Thứ sáu bắt đầu được nghỉ cái thấy vui.
cuối tháng lĩnh tiền cái thấy nó vui nó nhẹ, mà đầu tháng đi làm lại cái thấy nó mệt. Cái đó là cái tâm phàm phu. Cái mục tiêu của mình là chỉ để kiếm tiền để nuôi gia đình, cũng là cái mục tiêu tốt, nhưng cái cuộc sống đó nó không có ý nghĩa, nó không có lý tưởng, nó dễ làm cho mình chán, mình mệt, mình buồn. Bây giờ mình cũng vẫn đi làm y hệt như vậy, nhưng mà mình có học Bát Nhã rồi, mình hiểu sâu sắc hơn. Khi mình đi làm, gặp cái chuyện gì khó khăn, trắc trở, nhưng mình vẫn vượt qua được. Tại vì bây giờ mình làm trong cái tâm, đem cái khả năng của mình cống hiến cho cuộc đời để mà trả ơn đời. Thì khi mình cống hiến, người nhận như thế nào là chuyện của người ta. Người ta cảm ơn mình, người ta quý mình, hay là người ta chà đạp mình, cái đó là cái nghiệp của người ta. Tâm của người ta như thế nào thì người ta lãnh cái hậu quả của cái tâm đó. Còn cái tâm mình biết. Như vậy cuộc đời vẫn trôi chảy giống như thế. Nhưng khi cái tâm mình chuyển hóa bằng cái trí tuệ, hiểu những cái lời của Phật dạy, thì mình sẽ có một cái đời sống khác, một cái tâm khác. Bây giờ là cái tâm bậc thánh. Cũng như vậy, khi mình đi vào sinh hoạt trong đạo tràng, mình đi vào đây sinh hoạt là mình tìm một cái con đường hướng thượng, một cái con đường chuyển hóa tâm của mình. Trong một tập thể nào cũng vậy, có người như thế này, có người như thế khác. Tất cả chúng ta tập hợp lại ở đây là cũng đều có chung một cái hướng nhắm. Đó là mình muốn chuyển hóa tâm của mình, chuyển hóa cuộc đời của mình cho càng ngày nó càng tốt hơn theo lời dạy của Đức Phật. Như mấy mươi người có mặt hôm nay từ khắp bốn phương trời, từ những cái nền văn hóa khác, từ những cái nề nếp gia đình khác nhau, mình tập hợp nơi đây, đó là do nhân, do duyên, vô số nhân duyên đầy đủ, mình mới gặp nhau trong 8 ngày này. Và cái điểm hội tụ của mình là cái điểm hướng về tâm linh, ai cũng muốn tốt hơn. Tuy nhiên, tâm của mỗi người như là một cái dòng sông trôi chảy không bao giờ dừng. Khi như thế này, khi như thế khác. Khi mình cảm thấy mình thanh thản, an vui, khi thì mình cảm thấy hơi buồn, hơi chán, hơi lấn cấn. Cái đó là một cái điều tự nhiên. Tuy nhiên, mình đã có cái tâm hướng thượng rồi, thì mình phải nhớ lại lời dạy của Đức Phật. Cái tâm hay là cái trạng thái tâm của mình là do vô số nhân duyên. Trong đó có cái chủ quan của mình, có cái ngã của mình, không nhiều thì ít. Có những cái thành kiến, những cái định kiến đã được hung đúc từ bao nhiêu đời, hung đúc từ gia đình, từ cái nền văn hóa riêng của mình, thành thử không có thể nào giống nhau. Nói về mặt hiện tượng, nói về mặt thực tế, mỗi người là một cái thế giới riêng, có những cái nhận thức riêng. Tuy nhiên, đứng về mặt bản thể, thân và tâm chúng ta cũng đều là hư huyễn, lúc nào cũng biến đổi. Đó là cái dòng sống thôi. Và khi mình nhìn thấy mỗi người đều có cái khả năng tu tập để giác ngộ, thì cái trí tuệ giác ngộ này như nhau, như Đức Phật. Cho nên cần phải bỏ hết những cái dị biệt trong cái thế gian để mà hướng tới con đường tâm linh.
Chỉ có một phương thức đó thôi, chúng ta mới tiến bộ được. Mà trên cái con đường tiến bộ, từ cái tâm phàm phu tiến lên cái tâm bậc thánh, tiến lên tới cái tâm Phật, là một con đường chông gai. Chông gai, nếu mà nhìn trong thực tế là chông gai, là thử thách. Mình phải vượt qua. Vượt qua cái gì? Vượt qua cái ngã của mình, vượt qua những cái lậu hoặc, những cái chủ quan của mình, vượt qua cái nghiệp của mình. Những cái gió đời hay gió nghiệp luôn luôn nó thổi trên cái con đường tâm linh của mình. Đó là nói về mặt thực tế. Nhưng khi mình nhận ra rõ ràng cái mục tiêu mà mình nhắm tới là cái chỗ tâm hoàn toàn trống rỗng, mà có cái nhận thức biết rõ ràng, cái đó là cái mục tiêu của mình đó, thì mình phải gạt qua hết những cái chướng ngại trên đường đi để tiến tới cái lý tưởng của mình. Những cái gì mình tranh luận, mình không đồng ý, mình phải biết đó là từ cái chủ quan. Phải biết nhường nhau một chút. Mọi việc gì, dù lớn dù nhỏ, mình cũng phải đem cái tâm là cái tâm gì? Cái tâm tỉnh ngộ. Mình hiểu tại sao người ta chủ trương như vậy, tại sao người này lại nói như thế này, tại sao người kia nói như thế kia. Tất cả những cái dị biệt đó nó thuộc về tâm phàm phu. Mình sử dụng ý thức thì đưa tới kết quả là xung đột, là khổ đau. Mà nếu mình cứ nhận thấy hoài xung đột khổ đau rồi mình ngừng thì là bế tắc con đường tâm linh. Mình phải vượt qua cái đó bằng cách gì? Không nói thầm. Khi mình vượt qua được cái chỗ đó rồi, quý vị sẽ thấy tại sao ở trong cái tánh giác và ở trong cái chỗ tâm ta thà, tại sao mà đưa tới được an vui, đưa tới hài hòa, là vì không còn sử dụng ý thức. Ý thức luôn luôn mình nói mình đúng, chính cái chỗ đó đó. Khi người ta sai, mình phải hiểu cái đó là pháp duyên sinh. Mà những cái việc gì trong đời, dù nhỏ dù lớn, luôn luôn nó có hai mặt. Một mặt là hiện tượng, một mặt là bản thể. Mình ở trong hiện tượng, mình sẽ thấy đủ thứ sai khác, đủ thứ lấn cấn, xung đột. Mà mình đứng trên mặt bản thể, mình sẽ thấy là cái gì cũng chấp nhận được hết. Ở trong cuộc đời, hễ mình thấy cái khía cạnh này mình nói nó tốt, nhưng cái mặt sau là cái khía cạnh không tốt. Còn khi cái tâm của mình hài hòa rồi, mình nhìn mọi mặt, cái nào mình cũng chấp nhận trong vui vẻ, là cái đó là tâm của mình đã hài hòa. Khi đó là mình có trí tuệ, mình hiểu cái gì cũng có nhiều nhân nhiều duyên, cái gì nó cũng có hai mặt. Nhưng mà khi mình đi tới cái chỗ tâm của mình hoàn toàn hài hòa thì mình sẽ nhận ra chuyện gì ở trên đời đối với mình nó cũng tốt. Ở trong cái tâm đời, mình có thấy có Bồ Tát thuận hạnh, có Bồ Tát nghịch hạnh, là trong tâm đời. Lên tới đây rồi, tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Hay nói rõ hơn, đều là Bồ Tát thuận hạnh cho mình. Ở trong cái tâm đời, người ta khen thì mình vui, người ta chê thì mình buồn. Còn lên tới đây rồi, người ta khen, mình biết cái đó là mình đã làm đúng, tốt. Người ta khích lệ mình, chứ không phải mình giỏi. Mà mình làm sai, người ta cho mình biết cái chỗ sai, mà mình sai thiệt thì mình phải mang ơn. Và người đó là Bồ Tát. Tại vì ở trong cuộc đời không dễ gì có ai dám nói cái chỗ sai của người khác. Phải là người can đảm lắm, chân thật lắm,
đối với mình tốt lắm mới dám nói cái chỗ sai của mình. Cô nói thiệt với quý vị, cô biết cô rất là dở. Ra khỏi cái thiền á là cái gì cô cũng thua người khác. Cho nên có nhiều khi cô nói với người khác, nếu mà tôi phát âm cái tiếng Anh đó sai á, làm ơn nói cho tôi biết để tôi sửa. Tại vì cô biết cái khuyết điểm của cô. Cho nên ai nói cái sai của cô cảm ơn. Còn người nào khen mình mà khen quá đáng thì cô phải tự dặn mình là đừng có tưởng là người ta khen thiệt. Ngày xưa thầy trong lớp học có khi có một người đó nói cái gì đó đúng đúng thôi, cái thầy vỗ tay, thầy nói ôi ngộ đạo rồi, ngộ đạo rồi. Thầy vỗ tay, cái cả lớp vỗ tay theo. Cái lúc đó cô suy nghĩ, cô nói cái người đó trả lời vậy có gì đâu ngộ đạo. Trong khi đó có một bà khác phát biểu câu gì thầy cũng biểu đừng nói cái đó. Cái bà yên lặng luôn. Cái sau đó cô mới hỏi riêng thầy, cô mới nói thưa thầy sao con thấy cái người đó nói đâu có gì hay đâu mà thầy khen, thầy vỗ tay nữa, thầy khen ngộ đạo, ngộ đạo. Còn cái bà này tu học cả chục năm rồi, người ta hỏi câu vậy cái thầy rầy, thầy rầy ác ác đi trước lớp, thầy biểu đừng nói cái đó. Cái là bà im lặng luôn. Cô hỏi thầy tại sao vậy, giống như trong đầu cô nói thầy không có công bằng vậy đó. Cái thầy nói thiệt, thầy nói con phải biết cái người nào yếu thì mình phải khen để mình khích lệ, còn cái bà này vững chắc Phật pháp rồi, dầu có la rầy bà cũng không có bỏ con đường tâm linh. Nếu thầy nói vậy thì cô mới yên tâm, cô mới hiểu. Còn bình thường mình thấy nói đâu có hay gì đâu mà sao vỗ tay cả lớp. Mình nhìn theo cái tâm phàm phu, mình không hiểu những cái phương thức của mấy ông thiền sư như vậy đó quý vị. Nói tóm lại, khi mình học từ từ những cái kết quả này, mình sẽ nhận ra từ từ, tới cuối cùng mới tới đây, chứ không phải là tới đó mới nhận ra. Khi mình kinh nghiệm được cái tánh giác của mình rồi, mình nhận ra một chút, nó kiến giải những cái gì chút chút của mình á. Thí dụ như mình biết một cái gì đó, mình gọi là trực giác đó, mình biết trước một chút xíu, mà mình nhận ra vài lần như vậy thì mình mới tự tin. Mà khi mình biết mình có cái khả năng đó thì đồng thời mình cũng biết người khác cũng có cái khả năng đó. Tức là khi mình nhận ra được mình có cái tánh giác, mình biết người khác cũng có cái tánh giác. Khi mình nhận ra mình còn một cái khuyết điểm gì, mình còn cái lậu hoặc gì đó, thì mình biết người khác cũng có lậu hoặc trong tâm của họ. Cho nên khi cái lậu hoặc nó dấy lên thì mình phải thông cảm. Và khi mình biết mình còn dở cái gì đó, mình còn thích cái gì đó mà mình chưa chiến thắng được, mới có cái hạnh mà trong kinh gọi là tàm quý. Hạnh tàm quý là tự biết mình còn lỗi lầm sơ sót gì đó, mặc dầu người khác không biết, nhưng mà mình tự biết, mình tự hổ thẹn, mình tự sửa đổi. Đó là một cái hạnh tu, hạnh tàm quý, tự biết mình chứ không phải xét lỗi của người khác. Mà người tu không có hạnh tàm quý là sao? Là người gọi là ngạo mạn đó, đi xét lỗi, xét phải, chê người khác. Còn cái hạnh tàm quý là tự mình biết hổ thẹn với chính mình. Là tại sao tất cả mọi người đều đang trên đường đi, chưa phải là tới mức, mà còn trên đường đi là còn có sơ sót lỗi lầm. Dù cho người ngoài không biết, nhưng tự mình lúc nào cũng nhìn lại mình biết. Mình biết thì mình mới có thể tiến bộ để sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Đó là cái hạnh tu tàm quý. Mà khi mình đi đúng cái con đường tâm linh, quý vị sẽ thấy
mình ráp vô chỗ nào trong kinh Phật nói nó cũng đúng hết. Nó hay như vậy đó. Còn nếu như mình sai lầm, mình ở đây nè, mà mình học Phật Pháp, học nhiều, nó là sở tri chướng. Mình soi rọi đâu, nó cũng trong trên, nó không có sát. Cho nên cô nói, cô có cái nhận xét như thế này nè. Khi mình đi đúng đường á, một cái ý nghĩ của mình, một cái cách giải quyết gì của mình, một lời nói của mình, ráp vô đâu nó cũng trúng hết á. Giống như cái trò chơi bơ xô của con nít, cái mảnh đó để vô cái cạnh nào nó cũng trúng hết. Thì cái đó là mình biết là mình đi vô khớp con đường tâm linh. Còn khi cái lời nói hay cái quyết định của mình để vô nó cắn như người này, nó cắn như người kia, nó cắn như người nọ, là biết mình đang sử dụng tâm đời, mình không có giải quyết cái gì thỏa đáng. Còn cái biết của tánh giác hay là của tâm như mà nó kiến giải, mình đem ra, mình ráp vô chỗ nào nó cũng trúng hết. Tất cả mọi người đều an vui, đều thỏa mãn. Thì cái đó mới đúng là cái kiến giải của tánh giác. Thì đây là hôm nay cô tạm đúc kết lại thôi cái chương trình của lớp trung cấp 2 của mình, với những cái chủ đề chính: tứ đế, lý duyên khởi và chân như. Thì cô tạm xếp cái con đường tâm linh của mình nó như thế. Rồi chúng ta còn cái lớp trung cấp 3 học tiếp tới không và quyển. Và trong lớp trung cấp 3 không phải chỉ tới đây là hết, còn có một đoạn đường đi nữa, bắt đầu từ kinh nghiệm tâm như, còn đi một đoạn nữa gọi là ba la mật. Đó là cái chủ đề của lớp trung cấp 3. Thôi tới đây cô chấm dứt cái bài hôm nay. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút nha.